Phạm Băng Băng và Phạm Thừa Thừa, mối quan hệ không được thừa nhận gần 20 năm. Showbiz Hoa ngữ vốn có không ít bí mật, nhưng điều mà công chúng quan tâm nhiều nhất chính là thân thế và các mối quan hệ ngoài luồng của những người nổi tiếng. Trong đó, chuyện em trai của Phạm Băng Băng có phải là đứa con do cô sinh ra hay không vẫn là chủ đề được bàn tán rôm rả trên mạng xã hội. Trước khi trở thành minh tinh quyền lực của làng giải trí Hoa ngữ, tên tuổi Phạm Băng Băng luôn gắn liền với bốn chữ nữ hoàng thị phi. Cô có một danh sách trải dài các mối quan hệ tình ái với khoảng 20 người đàn ông từ độ tuổi U30 đến U70, trong đó mối tình với kim chủ Hồng Kim Bảo được cho là phức tạp nhất, bí ẩn nhất và vẫn còn đồn thổi cho đến nay. Năm 1998, khi tham gia diễn xuất trong Hoàn Châu Cách Cách, dù nhận được nhiều sự chú ý nhưng nhân vật A Hoàn Kim Tỏa chưa đủ tầm vóc để giúp Phạm Băng Băng nổi tiếng. Chính vì thế, để phát triển và mở rộng sự nghiệp sang tận xứ Cảng Thơm, nữ diễn viên bắt đầu hợp tác với Hồng Kim Bảo. Ngôi sao võ thuật đình đám cũng là anh cả của điện ảnh Hồng Kông. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau, ông được biết đến như cha nuôi của cô được nhắc đến như con gái nuôi của ông. Tin đồn Phạm Thừa Thừa là con của cả hai dấy lên từ đó. Phạm Thừa Thừa sinh năm 2000, kém chị gái đến tận 19 tuổi, mà vừa khéo ở khoảng cách tuổi tác này, không khó để người ta hình dung Phạm gia năm đó đã lên thiên chức làm mẹ. Tin đồn còn lan mạnh khi cư dân mạng làm phép so sánh ảnh lúc nhỏ của Phạm Thừa Thừa và Hồng Kim Bảo nhằm tìm ra nét giống nhau trong cái gọi là cha con. Vì mối quan hệ giữa Hồng Kim Bảo và Phạm Băng Băng khá kín đáo, nên có rất ít hình ảnh vai kè vai của cả hai. Tuy nhiên, lời đồn về họ lại nhiều vô kể. Người đại diện của công ty Hoa Nghị từng tiết lộ, em trai của Phạm Băng Băng chính là con riêng giữa cô và một siêu sao võ thuật họ Hồng. Bởi người đẹp vì muốn được anh cả Hồng chống lưng nên không ngại lén lút ra vào phòng của ông. Thậm chí nguồn tin hành lang còn bật mí, cả hai từng sống chung trong căn hộ Tam Hoàng ở Thượng Hải và một chung cư cao cấp tại Bắc Kinh. Nhà ở thuộc khu phức hợp Soho do Phạm Băng Băng sở hữu, hiện tại cũng là ngôi sao họ Hồng mua cho. Một cư dân mạng sống cùng lầu với nhà Phạm gia đồng thời cho hay, lúc họ chuyển đến đã nghe được thông tin căn hộ đó được mua bởi Hồng Kim Bảo. Thêm nữa, một giám chế phim điện ảnh trong lúc say rượu cũng vô tình nói rõ Phạm Thừa Thừa chính là con riêng của ngôi sao võ thuật. Lời đồn nối tiếp lời đồn, trên khắp các báo mạng Hoa ngữ đều đăng tải đầy đủ truyền kỳ về mối tình cách nhau đến 29 tuổi của Phạm Băng Băng. Chưa dừng lại ở đó, phóng viên Hoa ngữ còn tìm đến các bạn học của Phạm Thừa Thừa. Họ cho biết dù là em trai của nữ hoàng giải trí, nhưng Phạm Thừa Thừa chưa từng được chị gái đón đưa. Chưa kể ngoại hình của Phạm Thừa Thừa lại không ưu tú như chị gái, cậu cũng không mấy anh tuấn như cha ruột, nên từ lời đồn nội bộ đến đánh giá chung bên ngoài, người ta tin rằng Thừa Thừa có mối quan hệ đặc biệt với Phạm gia. Năm 2007, trong một hoạt động quảng bá phim điện ảnh, lần đầu tiên Phạm Băng Băng công khai em trai kém 19 tuổi Phạm Thừa Thừa trước mặt báo giới. Điều này lập tức như một cơn lốc xuất hiện trên rộng khắp các diễn đàn mạng và báo chí. Đông đảo công chúng không ngừng đổ dồn nghi vấn trước lai lịch thật sự của cậu bé. Khúc mắc tạo thành áp lực lớn nên Phạm Băng Băng đành chấp nhận cuộc phỏng vấn của truyền thông. Cô khẳng định Phạm Thừa Thừa thực sự là em trai của mình, là con trai do mẹ cô, Trương Chuyển Mỹ, đích thân sinh ra ở quê nhà Thanh Đảo. Phạm Băng Băng chia sẻ, sau khi quay xong phim truyền hình Hoàn Châu Cách Cách, mẹ cô trở thành người quản lý cho cô. Nhưng thời điểm năm 1999, vì không muốn bị mẹ kìm kẹp con đường phát triển do tính cách của bà có phần bảo thủ, Phạm gia liền khuyên bà giữ lại em bé khi hay tin bà có thai ngoài ý muốn. Điều này vừa khéo để gia đình có thành viên mới mà cô có thể tìm người quản lý phù hợp hơn. Đến ngày 16 tháng 6 năm 2000, Trương Truyền Mỹ 46 tuổi, Phạm Thừa Thừa chào đời. Nhà ngoại Phạm gia khẳng định đây chính là con trai do bà Mỹ sinh ra. Tuy nhiên, nhiều ý kiến lại cho rằng việc này chỉ là vở kịch Phạm gia dựng nên nhằm che đậy chuyện bí mật sinh con ở Thanh Đảo. Bởi thời điểm đó sự nghiệp của cô đang gặp đà phát triển, là một ngôi sao đang lên, cô không thể nào tuyệt đường danh vọng. Tháng 12 năm 2017, Phạm Thừa Thừa xách vali về nước sau chuyến thực tập 3 tháng tại một công ty đào tạo thần tượng từ xứ sở Kim Chi. Cậu bé 17 tuổi có cú lột xác ngoạn mục khi xuất hiện với ngoại hình thập toàn thập mỹ. Từ đôi mắt, phần mũi, kiểu tóc hay phong cách thời trang, tất cả đều đem đến cho Thừa Thừa một diện mạo khác biệt, hiện đại hơn, thu hút hơn. Và đây chính là dấu ấn biến tên tuổi của Phạm Thừa Thừa xuất hiện trên khắp các mặt báo. Người ta không thôi bất ngờ sự trưởng thành của em trai đại minh tinh Hoa ngữ. Những lời khen ngợi được thốt ra, những câu nhận xét bắt đầu hình thành và cả những quá khứ cũng được đào bới nên. Phạm Thừa Thừa vẫn được cho là con riêng của Phạm Băng Băng. Sở dĩ 17 năm qua nhận định này vẫn không thay đổi một phần vì Hồng Kim Bảo. Hồi tháng 8 năm 2017, khi trả lời phỏng vấn trên một chương trình truyền hình, ngôi sao sinh năm 1952 bất ngờ cho biết, trong giới giải trí, các tin đồn thật thật giả giả là điều không thể tránh khỏi. Tôi rất quan tâm đến các tin đồn đó vì trong giới này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Câu nói chính thức trở thành mồi lửa khơi gợi cho hàng loạt suy đoán. Nhiều người nhận định ông vẫn ôm khư khư bí mật tình ái suốt 20 năm, chắc hẳn là có ẩn tình. Và điều này càng khẳng định ẩn tình đó là đúng khi Hồng Kim Bảo trả lời về tin đồn có con với Phạm Băng Băng. Dù có là thật thì tôi cũng không thừa nhận. Hai chị em minh tinh nổi tiếng đã từng phải khởi kiện một chủ blog Tiêu Mộc Sâm lên tòa án với nguyên nhân người này từng đăng bài viết lên mạng với nội dung cho rằng Phạm Thừa Thừa là con của Phạm Băng Băng và Hồng Kim Bảo. Cùng với đó là hình ảnh nữ diễn viên đang cho con bú, thực ra là hình được lấy từ một bộ phim của Phạm Băng Băng. Điều này đã gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng, xúc phạm đến hình ảnh của Phạm Băng Băng lẫn Phạm Thừa Thừa. Dựa theo những chứng cứ cùng sổ hộ khẩu gia đình chứng minh, Phạm Đào là chủ hộ, Phạm Băng Băng là trưởng nữ. Phạm Thừa Thừa với chủ hộ có quan hệ cha con, tòa ra quyết định hai chị em họ Phạm thắng kiện.
Một chứng cứ không thể thuyết phục hơn là vào năm 2018, có một người tự xưng là hàng xóm năm xưa của gia đình Phạm Băng Băng. Người này lên tiếng xác nhận Phạm Thừa Thừa chính là em trai của Phạm Băng Băng. Lúc ấy, mẹ của Phạm Băng Băng là bà Trương Truyền Mỹ đang mang thai bụng lớn đi tham dự tiệc cưới. Lúc đó mọi người còn trêu chọc ông Phạm Đào đã lớn tuổi còn muốn tiếp tục có con. Thời điểm đó bà Trương Truyền Mỹ phải đến ủy ban nộp 13.000 nhân dân tệ tiền phạt 44 triệu đồng vì sinh hai con, cầm theo một vali tiền mặt hỏi nhân viên nhiều đây đã đủ tiền hay chưa. Người hàng xóm đó còn bày tỏ lúc đó khắp xóm đều biết bà Trương Truyền Mỹ mang thai, thế nên Phạm Thừa Thừa không thể nào là con riêng của Phạm Băng Băng. Huống hồ Phạm Thừa Thừa ra đời vào tháng 6 năm 2000, tức thời điểm bà Trương Truyền Mỹ bắt đầu có thai là tháng 9 năm 1999. Mà thời gian này, Phạm Băng Băng liên tục có mặt trên phim trường để quay hai bộ phim Trung Quan Thôn Phong Vân cùng Tiểu Lý Phi Đao. Như vậy, Phạm Băng Băng phải làm việc liên tục trong suốt thời gian đó. Với cường độ lao động nặng như vậy, việc mang bầu và sinh con mà không ai biết là điều không thể nào. Đại diện của Phạm Băng Băng cho biết, khi sinh Thừa Thừa, mẹ Phạm Băng Băng đã 45 tuổi. Nhiều người có thể không tin đó là sự thật. Nếu Phạm Băng Băng hoạt động kín lịch trong giai đoạn năm 2000, thì không thể có chuyện cô ấy ở ẩn để sinh con. Đây hoàn toàn là một tin bịa đặt. Hết lòng ủng hộ em trai vào showbiz. Khi có tin tức Phạm Thừa Thừa sẽ tham gia chương trình Produce 101 Bản Trung hay còn được gọi là Idol Produce để tìm cơ hội ra mắt với tư cách một thần tượng âm nhạc, Phạm Băng Băng hết lòng ủng hộ. Minh tinh Trung Quốc ngay lập tức thay hình ảnh đại diện trên trang cá nhân của mình thành em trai và đánh tiếng với truyền thông xin hãy quan tâm đến Phạm Thừa Thừa. Về phía chàng trai 18 tuổi, anh cho hay mình muốn tham gia cuộc thi để chứng minh khả năng của bản thân cũng như thoát khỏi cái bóng quá lớn của chị mình. Phạm Thừa Thừa khẳng định sau này em sẽ còn nổi tiếng hơn chị em, kiếm được nhiều tiền hơn chị em. Tất cả tiền em kiếm được đều sẽ đưa cho mẹ giữ, giống như chị em bây giờ, em phải hiếu thảo với mẹ và chị. Tuy nhiên, ngay từ màn thể hiện đầu tiên để phân chia lớp học, Phạm Thừa Thừa trình diễn không tốt do quá căng thẳng. Anh chàng được quyền trình diễn một đoạn rap nhưng liên tục quên lời. Sau đó Phạm Thừa Thừa đã khóc khi được phỏng vấn và chia sẻ: em rất sợ người khác không nhìn thấy khả năng của bản thân mà chỉ nói em dựa hơi chị gái. Em đã chuẩn bị rất nhiều nhưng lại không thể hiện được, giống như trồng rau đến ngày thu hoạch nhưng lại bị trộm mất. Khi biết tin em trai khóc vì thể hiện chưa tốt, Phạm Băng Băng không những lên trang cá nhân ủng hộ Phạm Thừa Thừa mà còn gọi điện thoại động viên em trai đừng căng thẳng, cứ thoải mái thể hiện bản thân. Cuối cùng, Phạm Thừa Thừa chính thức ra mắt giới giải trí với vị trí thứ 3 trong cuộc. Phạm Băng Băng vì thành công của em trai đã bật khóc. Với xuất phát điểm khá cao như vậy, thêm vào đó có một người chị vô cùng nổi trội, Phạm Thừa Thừa được đánh giá sẽ có một tương lai vô cùng sáng lạn.